cho anh em nhé. Hôm nay hai anh em xách lụp đi làm video cho anh em coi. Thì em gọi ở bên phía bên kia kìa, nó chạy từ dưới kìa, nó chạy lên đây. Em thấy một con trống chạy lên đây, mà không biết con mái đâu, mà cũng không thấy nó kêu. Em kích loa hoài không thấy nó kêu. Để bây giờ em đặt lụp em đánh thử xem sao nhé. Kích loa hoài, em kích loa cho đến 5 phút đó mà nó không thấy nó đáp lại luôn. Em chỉ nhìn thấy nó thôi, nó chạy xuống ao này này. Giờ em đặt lụp vào đây nhé, em chơi 2-2-1, chắc đặt ở đây một con, đây một con. Này xem anh xem thế nào nhá, anh em cùng theo dõi nhá. Quả không kêu ca gì anh em ạ. Đây nha. Anh cứ vậy nó chạy về. Chứ gì thế? Là kêu ca gì thế? Màu đỏ mà. Bánh hai con đấy, kia một con. Con này một con. Ôi trời ơi, sao bọn anh không kêu ca gì ta? Đánh về cứ vậy là về lù 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 đứng trước mặt lụp thôi. Họ. Chim mồi kẹp loa. Chim mồi tự chơi nhưng mà chưa căng nên là đem kẹp loa luôn. Hiện tại mới xong lông, chim khá là đẹp. Con này
đẹp như này mà sao chả kêu ca gì. Gọi không kêu, chỉ nhìn thấy nó thôi. Gọi nhìn thấy nó chạy trên gốc dừa, thế là đánh đại đi. Ai ngờ về chả kêu ca gì anh em ạ. Lượm luôn.